Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 8 của V-League 2020 là lần đầu tiên sau hơn 10 tháng, tiền vệ Lương Xuân Trường mới lại được ra sân trong đội hình xuất phát. Ở trận đấu này, anh chỉ thi đấu vỏn vẹn 45 phút. Tuy nhiên, Xuân Trường vẫn nổi bật và trực tiếp ghi dấu giày vào bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đó là pha sút phạt đầy tinh tế, đưa bóng dội sáng ngang ở phút thứ 9, gián tiếp tạo ra tình huống lộn xộn để Chevy Watts chớp thời cơ ghi bàn. Cú sút phạt đưa bóng đi chạm sáng ngang đó là minh chứng cho cảm giác bóng tốt của Xuân Trường trong thời gian thi đấu. Xuân Trường đánh dấu ngay trở lại với khả năng cầm nhịp tốt, cùng hàng loạt đường truyền chuẩn xác. Anh cùng với Tuấn Anh tạo ra cặp đôi ăn ý ở khu trung tuyến, đẩy tuyến giữa của Hà Tĩnh lui về phòng ngự. Với những đóng góp quan trọng như vậy, tiền vệ mang áo số 6 đã được người thầy của mình gửi lời chúc mừng và cảm ơn ngay sau khi trận đấu khép lại. Tôi muốn gửi lời chúc mừng và cũng là lời cảm ơn đến Xuân Trường, bởi cầu thủ này đã chấn thương nặng và rời xa sân cỏ rất lâu rồi. Nhưng ngày hôm nay Xuân Trường đã trở lại đá chính và thi đấu tốt, thì tôi rất cảm ơn cầu thủ này. Và lý do mà tôi rút Xuân Trường ra ngay đầu hiệp 2 là vì trước trận đấu tôi đã nói chuyện với cậu ấy. Chúng tôi đã quyết định để Xuân Trường chỉ đá 45 phút thôi. Đây là vấn đề thể lực của cậu ấy, bởi Xuân Trường đã không thể thi đấu quá lâu nên khi mới trở lại, cậu ấy không có thể thi đấu được 90 phút. Ở hiệp 1 thì Xuân Trường đã chơi đúng với ý đồ của chúng tôi. Nhờ cậu ấy mà cách vận hành của toàn đội trở nên trơn tru và chúng tôi đã sở hữu bóng rất tốt. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa Xuân Trường ở trong trận đấu này không có điểm hạn chế. Cầu thủ mang áo số 6 chủ yếu chân ngắn, an toàn, chưa có tính sát thương cao. Trong vòng 15 phút cuối hiệp 1, tiền vệ này cũng cho thấy những thiếu sót ở thể lực cũng như khả năng tranh chấp. Anh một lần để đối phương qua người và không có đóng góp nhiều cho khâu phòng ngự khi thể lực suy giảm. Huấn luyện viên Lee Tae-hoon rất trân trọng Xuân Trường. Điều này được thể hiện qua cách sử dụng cậu học trò một cách dè dặt, đầy toan tính. Xuân Trường cũng cần thêm thời gian làm quen để có thể đá đủ được 90 phút. Hy vọng một Xuân Trường với thể trạng sung mãn trong khoảng thời gian tới sẽ giúp Hoàng Anh Gia Lai gặt hái nhiều thành công, mà trước hết sẽ là vào top 8 để nuôi hy vọng đua vô địch tại V-League 2020. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.